Đây là cái quạt mình mua cái quạt khác. Mã này đây nè. Công suất nó là 35 quá. Của hiệu Tiros. Rốt tiếng Anh nó khổ vậy. Đây, bây giờ đông quá thì là mình phun phục thôi. Sạch hướng dẫn. Bót. Biết nó có pin không đây. Rồi không có pin nào luôn. Cái hướng dẫn. Cái gì đây? Cái này là gì đây? Ở đây là cái đế. Đế. Cái là được. Rồi cạch cái rồi sao tháo ra. Rồi sao tháo ra ta. Con này mò sau đi. Cắm điện thử nha. Đây, nút on off. Cái này nó cảm biến nha. Chế độ gió. Này chế độ đảo. Đảo đây nè. Tăng giảm 12 tốc độ gió. Rồi cái này nó gì đây? À cái này là hẹn giờ tắt mở này. Ủa đúng ta? Hẹn giờ tắt mở. 0.5 là nửa tiếng đồng hồ. Cái nó mỗi chức năng này thôi à, nó không còn chức năng nữa vậy nó thu. Cái đó cái này nó không có chế độ lọc không khí. Còn bên đây còn là cái cây bên đây lọc thì... đúng không? Tắt mở luôn. Nói chung rất là dễ sử dụng. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của dòng quạt tháp mà không có cái lọc không khí nha. Đây là mã của nó là TS9182. Cũng bảo hành 12 tháng luôn. Bao đổi trả trong vòng 14 ngày. Nó lắp thì mình chỉ có lắp cái chân đế vào thôi, không có gì phức tạp cả. Còn này hướng dẫn sử dụng thì giống như hồi nãy mình đã nói, những cái nút ở trên cái quạt, chỉnh tốc độ, hướng gió. Bảo hành 12 tháng, bảo hành 12 tháng. Cái cây này thì lọc không khí nè. Cũng có 12 chứ chế độ gió luôn.
Ở đây là smart wind. Ở đây là muốn lọc không khí thì mình bấm vô cái biểu tượng này. Còn ở đây là đèn. Chỗ đèn ở dưới của cái quạt, nếu mà mình không thích sáng đèn lúc mà mình ngủ á, mình muốn muốn cho nó sáng hồng thì mình bật, còn mình muốn mình tắt cái đèn nó không ảnh hưởng gì hết. Còn đây là chế độ hẹn giờ. Còn đây là mình muốn cái tốc độ gió nó có cái gì 12 tốc độ gió. Còn cái nút này là xoay. Rồi còn này tắt mở thôi. Nói chung tương đối dễ sử dụng. Nó là hiệu Tiros luôn. Nhưng mà cái này có tích hợp lọc không khí. Cái này thì nó có thêm một cái điều khiển cho mình để đây. Hình như là nó có cục hít ngay đây nữa nè. Nó hít được cái remote không có bị rơi nè. Remote mình điều khiển được từ xa. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng của cái dòng quạt tháp này có lọc không khí. Thì đây là mã TS9176, được bảo hành 12 tháng nha các bạn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Nói chung là ráp nó cũng đơn giản thôi. Mình chỉ ráp cái miếng lọc không khí vô hai bên đây thôi, hai bên của cái tháp thôi. Phía bảo hành. Có phiếu bảo hành.